Ok, xin chào anh em. Chào mừng toàn thể anh em đã đến với channel OMG3Q của cộng đồng OMG Tam Quốc 2 Channel. Hôm nay thì mình sẽ không quay video review tướng nữa, mà mình sẽ test, anh em lưu ý nhá, là test thôi. Test một cái thủ thuật mà mình đã từng học, được ở khi mà mình chơi cái bản OMG1 hay là OMG Tam Quốc. Cái bản này thì anh em nào mà đã từng chơi thì có thể xem qua một số hình ảnh của game như sau. Đây, ví dụ như cái này. Đó, cái này và cái này nữa. Đó. Ok, không lan man chuyện cũ nữa. Mình sẽ đi thẳng vào vấn đề chính là hôm nay mình sẽ review cách làm sao để mở rương vàng, bạc và đồng để có cái món vật phẩm giá trị nhất. Đầu tiên thì mở, anh em sẽ thắc mắc sẽ phải mở như thế nào. Thì đầu tiên thì khóa, những cái khóa như khóa đồng và khóa bạc, kể cả hộp đồng và hộp bạc, mọi người tích thật nhiều càng tốt để ở trong rương. Còn riêng khóa vàng thì mọi người tích đến khoảng tầm 10 cái thì bắt đầu mở 10 cái khóa vàng và 10 cái rương vàng nhé. Quy luật mở sẽ như thế này. Đầu tiên mọi người mở một cái khóa đồng trước, chỉ một cái thôi nhé. Nếu như cái khóa đồng này rơi ra vật phẩm có phẩm chất là màu lam hay là màu xanh nước biển, xanh da trời đó trở lên thì chúng ta mở đến khóa bạc, còn không thì chúng ta tiếp tục mở đến màu da cái phẩm lam đổ lên thì thôi. Đây, anh có thể nhìn thấy những cái phẩm lam như là cái khóa đồng này, cái dương đồng này, đấy, cái viền của nó màu lam và cái tên của nó cũng là màu lam luôn, thì chúng ta mở những cái khóa bạc. Còn không thì cứ lúc nào mở đến màu da thì thôi, mà hết khóa thì dừng, hôm sau chúng ta kiếm, chúng ta mở tiếp. Ok, sau khi mà mở được vật phẩm lam đổ lên ưng ý rồi, chúng ta sẽ mở đến khóa bạc. Mở đến khóa bạc thì chúng ta cũng tiếp tục mở một cái duy nhất. Mở một cái duy nhất thì nếu như chúng ta mở cũng y hệt như khóa đồng, nhưng mà vật phẩm của nó yêu cầu là vật phẩm có tư chất, có phẩm chất tím đổ lên thì chúng ta mới chuyển đến khóa vàng. Còn không thì chúng ta dừng lại và còn không thì chúng ta tiếp tục mở lúc nào ra được vật phẩm có phẩm chất tím đổ lên thì thôi. Sau khi đã mở được khóa bạc, ra được vật phẩm tím đổ lên rồi thì chúng ta tiếp tục mở đến khóa vàng, cũng chỉ mở một cái khóa vàng thôi. Nhưng mà cái này nó khác ở chỗ, nếu như cái khóa vàng đó mở ra một vật phẩm có phẩm chất là màu cam hay là một vật phẩm có giá trị như kiểu là mảnh trang bị này, nguyên một cái trang bị, hay là những cái vật phẩm có phẩm chất cam mà anh em cảm thấy tốt khác, thì anh em dừng và ngày mai tiếp tục quy trình này, lặp đi lặp lại cái quy trình này. Còn không, nếu như mở được một cái vật phẩm phẩm chất từ tím đổ xuống ấy, thì anh em mở cả chín cái khóa vàng còn lại kia cùng một lúc. Đó, sơ sơ nó sẽ là như vậy. Bây giờ mình sẽ test luôn, và mình chỉ nói là test bởi vì bản kia thì mình thấy hiệu quả, còn bản này thì mình chưa biết. Mà nói thẳng luôn là test thành công thì mới có video này cho anh em xem, chứ còn test test mà thất bại thì chắc chắn là mình không up video rồi. Ok, đầu tiên mình sẽ thử nhé. Cái này thì nói chung là để cho khách quan, mình sẽ test 3 ngày liên tục, hoặc là ba ngày, đúng không? Mình tích đủ khóa mình sẽ làm 3 ngày gần gần nhau nhất để đăng cho anh em xem, cho nó xem cái hiệu quả của nó có chuẩn không. Bởi vì biết đâu cái ngày hôm nay mình test nó hên thì mình mở chúng, ngày mai ngày kia lại không hên nữa hay sao, đúng không? Ok, bây giờ mình sẽ mở riêng cho anh em xem. Đầu tiên là khóa đầu, một cái một. Ok, đấy, nó sẽ ra phẩm cam luôn, anh em thấy không? Đấy, dừng. Ok, mở lên khóa ba, một cái một. Ok, không xa. Mở tiếp. Ôi trời. Đấy, ok. Phẩm tím đổ lên. Tiếp theo chúng ta mở đến khóa vàng. Không ra gì đúng không? Chúng ta mở full. À, tù.
Ok, như vậy là hôm đầu tiên test chỉ được một cái khóa để mở dương bảo vật của bác, là coi như ngày đầu tiên mình test không thành công đi. Để tiếp tục sang ngày thứ hai, ngày thứ ba mình sẽ test xem nó có khách nó có khả quan hơn không nhé. Ok. Ok, xin chào anh em. Chào mừng anh em tiếp tục đến với ngày review thứ hai mở dương của mình. Hôm qua thì rút kinh nghiệm mình đã rút kinh nghiệm từ hôm qua. Hôm nay mình không để nhạc nữa bởi vì đã át hết tiếng của mình. Tối hôm qua thì cũng lục lọi test vài giờ khác nhưng mà có vẻ không ăn thua. Nên hôm nay mình sẽ test khoảng 9 giờ sáng nhé. Ok, bây giờ mình tiếp tục mở dương. Hướng dẫn thì mình đã nói ở video ngày thứ nhất rồi. Ok. Dương bạc. Ok miệng. Dương vàng. Ok, vậy là mình được à? 4 mảnh vòng và một mảnh kim long. Khá là ổn. Kết thúc ngày thứ hai tại đây nhá. Ok anh em, tiếp tục ngày quay thứ ba nhá. Hết có vàng rồi nhưng phải đi mua đã. Rồi, chúng ta tiếp tục mở tiếp. Bây giờ là 9 giờ 25. Ok, xin chào anh em. Tiếp tục đến ngày thứ tư của video review mở hộp. Mình chỉ làm đến ngày thứ ba thôi nhưng mà tự dưng mình cảm thấy thôi làm tốt nhất là làm đến 5 ngày cho nó khách quan một chút. Như thường lệ như ngày thứ như 3 ngày trước thôi. Chúng ta mở từ 1 trước. Mở lúc nào hộp đồng lúc nào ra phẩm lam trở lên thôi. Ok, tiếp theo đến 3 thì mở đến phẩm tím. Rồi ok, có vàng. Mặc dù là phẩm cao nhưng mà thực ra mình không nghĩ là mở phun chín cái. Ok, được 300 vàng và 2 mảnh trang bị. Kết thúc là thứ tư. Ok, chào anh em, chào mừng tất cả anh em đã đến với ngày thứ năm của video review mở dương. Thì ác mình không còn đủ dương vàng mà một ngày chỉ mua được 2 dương thôi nên mình sẽ dùng ác khác để review nốt ngày cuối cùng nhé. Ok, mở như mọi người. Dương vàng rồi. Ok, dương vàng đó, mình mở được một dương à, mở được một mảnh trang bị là mình dừng luôn. Như vậy là như mình thấy thì cái này khá là ổn và sẽ mở trong khoảng từ 9 giờ đến 9 rưỡi buổi sáng ở bán Trung Quốc, còn ở bán Việt Nam sẽ từ 10 giờ đến 10 rưỡi thì nó sẽ ra tỷ lệ ra khá là cao, chắc khoảng phải 95% liền. Mọi người ai mà tin thì có thể làm theo cách của mình và để lại bình luận ở dưới video xem cách của mình chỉ có hiệu quả hay không nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.